cấu hình máy ảo ở trên cloud. Có bạn nào tìm hiểu được cái đó không? Thầy ơi, Nghe. hình như trên web người ta có cho thuê máy ảo á thầy. Cho thuê hả? Dạ, ví dụ như là mấy ngàn, mấy chục ngàn một giờ rồi vậy. Thì nếu mà giải pháp đó thì cũng được, nhưng mà như vậy thì nó cũng tốn kém cho các bạn. Nó có cái máy ảo nào mà phi không? Không phải này ơi, ví dụ mà thuê được máy ảo rồi chuột bàn phím của em xài kiểu gì? Thì xài bằng điện thoại. Là gõ gõ bàn phím ảo đây, chuột ảo trên điện thoại luôn đó thầy. Đúng rồi, thì nó hơi căng hơn tí nhưng mà nó cũng một trải nghiệm. Bây Thầy giờ ơi, hả? Đúng theo rồi. cái nếu như mà bạn nào đánh máy ấy, thì mấy bạn nên tải TeamView về, xong rồi TeamView trên điện thoại thầy, xong rồi dùng TeamView trên điện thoại điều khiển máy của bạn khác ấy, có thể mượn máy của bạn khác làm cũng được đấy. Hay ý kiến này, hay nè. Nhưng mà nếu mà Cái xài ý kiến TeamView mà này nó em cầm thử điện rồi thầy thoại ơi, ý hả? kiến này không khả dụng đâu thầy, tại vì em dùng team view với bạn em á là nó không có điều khiển nổi luôn thầy, tại vì chuột vô cái em không có chuột là bàn phím, cho nên là em không có dùng được mấy cái chức năng cơ bản nữa, cho nên là cái team view là loại bỏ đi thầy, tin em. Đúng rồi, đúng rồi. View là chơi chơi thì được đúng không, chứ còn làm hết nguyên bài lab là có vẻ là Là căng lắm này. Bây giờ thì em có ý kiến là em định nhờ bạn em cũng có cái máy á, cái rồi em chỉ về thấy Linh làm những gì, xong nhờ bạn ấy quay ngược lại gửi video cho em được không thầy? Kiểu mà giờ em không có máy á thì em nhờ một bạn, kiểu em chỉ bạn ấy làm theo những cái gì mà em đã học được trên cái lớp 1, xong rồi bạn ấy nhờ bạn ấy quay lại rồi xem gửi lại cho thầy, thì thầy thấy thế nào thầy? À, tức là bạn của em không học cái môn này nhưng Dạ mà dạ em sẽ truyền hình từ xa cho bạn em làm. dạ đúng rồi thầy. Nghe cũng phải hợp lý ta, hai đứa cùng học ta. Nghe thì hợp lý đó, mà để nghiên cứu thử coi. Hợp lý nhỉ? Nhưng mà giả sử như một đứa trong lớp của mình mà làm bài lab cho hai đứa luôn thì sao? Dạ theo em thì thầy mỗi bài lab thì mình nên để ký hiệu riêng thầy, kiểu ví dụ như bạn bạn Minh thì làm bài lab này thì bạn sẽ có ký hiệu riêng của bạn đó để phân biệt máy này qua máy khác, em nghĩ vậy thôi. Còn em thì em sẽ nhờ bạn kia thì bạn kia sẽ có ký hiệu riêng của em với bạn kia, mà ký hiệu này chỉ được gửi riêng cho thầy thôi, thầy chỉ là một người duy nhất thầy biết được ký hiệu đó. Hay hay nhỉ. Cũng là một ý kiến hay, đó là chữ ký đúng không? Dạ đúng rồi thầy. À, hay. Rồi, rồi. Đó là một cái ý tưởng rất là hay. Nhưng mà giả sử đi, giả sử nha, thầy không có nói là thầy không có nói là gian lận hay gì. Nhưng mà giả sử ở đây là một cái team, các bạn đang tìm giải pháp cho một công ty đi, một trường học đi. Bây giờ giả sử người ta hỏi nè, bạn A có một cái bí danh gửi cho thầy, thầy biết. Bạn B có một cái bí danh gửi cho thầy biết. Đúng không? Bạn B gửi cái bí danh đó cho bạn A, và bạn A cũng làm gắn cái bí danh này vô, và thầy cũng chỉ biết cái bí danh đó của bạn B thôi. Có lẽ như chúng ta nên học thêm một chút xíu nữa. Ví dụ cái này thì cái mục đích chính của mình ở đây là làm gì các bạn biết không? Thực ra đó thì cái chuyện mà các bạn làm giúp nhau hay là các bạn làm cho nhau thì thầy cũng không có đặt nặng lắm, nhưng mà vấn đề là một bạn C nào đó làm rất cố gắng nhưng được 9 điểm, bạn A làm rất cố gắng được 9 điểm, bạn B không làm gì hết nhờ bạn A làm rất tốt cũng được 9 điểm, đôi khi xui xui thầy cho 10. Vậy có phải tội cho bạn C hay không?
đúng không? Bằng A thì không nói vào, bởi vì A nó giúp cho thằng B, mà thằng B được 10 nó được 9 là cũng bình thường rồi, gặp hoài đúng không? Nhưng mà tội C, C nó cày ghê gớm nó mới được 9 điểm, còn B không làm gì hết cũng được 9, 10 điểm. Đó là cái thứ nhất là tội cho thằng C. Vậy trong ba đứa này còn đứa nào mà tội nữa? Tội thằng B này. Tại sao? Tại vì nó không biết gì hết. Đúng, chính xác, rất là cảm ơn em Sơn. Tội nhất là B. Bởi vì xe dù sao thì nó cũng ganh tị tí thôi, nó tức mình tí thôi. Nhưng mà tội nhất là tội chân B. Nó không biết gì hết mà nó mang con chín nó đi ra ngoài. Thì sau này á, điểm đó nó phủ nhận hết tất cả những cái gì mà hào quang đang có. Rất tội. Cho nên là tốt nhất thế này, những giải pháp các bạn đưa ra như vậy thầy thấy ổn. Ví dụ mình nhờ người khác làm. Ok. Rồi. Thầy xem video xong, thầy xem video nha, thầy nhớ nha. Ví dụ thầy muốn check bạn nào thì ok, lớp 1 Sơn ơi, em làm cái đó làm sao? Nếu như mà thực sự mà Sơn không làm mà Sơn nhờ người khác làm thì Sơn cũng nhớ, à cái thay đổi màn hình mình làm vậy. Hiểu không? Nếu mà mình lỡ mình không có máy á, thì mình thay đổi màn hình mình làm vậy vậy đó. Thì lúc mà bạn mình làm thì thực sự là bạn mình làm thiệt, nhưng mà mình có học và mình cùng có làm chung. Ví dụ bạn A làm xong rồi bạn B thêm view vô. À, giải pháp này hay nè. Bây giờ thêm view. À, bạn B nhờ bạn A làm vì không có máy. Bây giờ bạn A làm thì share cái thêm view cho bạn B xem. Và lúc bạn A làm thì bạn B quay cái màn hình thêm view lại. Được không? Quay màn hình điện thoại mình lại. À dạ ok rồi. Rồi, như vậy thì giả sử lúc này bạn A chỉ có xác, bạn B xác minh giùm cho thầy là thầy ơi, em có cùng làm việc với bạn A. Minh chứng là em đang dùng điện thoại của em để quay lại đây. Nhưng lúc xử lý phim á thì nặng quá. Có thể nếu mà bạn lấy được cái đoạn phim đó bạn xử lý bằng điện thoại luôn thì smooth. Ok, mình chỉ nhờ người ta quay thôi, còn cái phần xử lý là bằng các cái trình trên điện thoại, cắt ghép rồi gì 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 đó, thử xem. Xử lý bằng điện thoại, âm thanh, hình ảnh, rồi sub, rồi title, rồi tất cả mọi thứ xử lý bằng điện thoại. Nếu như vậy thì tốt. Còn nếu mà nặng quá mà điện thoại chạy không nổi nữa đó, thì bạn A xử lý giúp luôn. Ok luôn, chấp nhận luôn. Thầy chấp nhận chuyện đó, nhưng phải ghi chú giúp thầy bài của em cùng hợp tác với bạn nào, ghi rõ giúp cho thầy cùng hợp tác với bạn nào để tạo ra được cái bài lab này, vì em không có máy đó. Như vậy thì ở mục đích ở đây của chúng ta là cùng nhau làm việc và cùng nhau phát triển. Còn cái điểm nó là một phần thôi, nó không phải là tất cả. Cho nên là hy vọng chúng ta sẽ hợp tác một cách tốt nhất. Giải pháp như vậy ok chưa? Dạ, dạ được thầy. Rồi, vậy đi, mình thống nhất vậy ha. Như vậy trong cái bài lab 1, các bạn có còn thắc mắc gì hay không? Lab 1, trong quá trình làm mình có bị vướng chỗ nào không? Cắt lộn suột hoài thầy ơi. Lộn sao? Như kiểu là tại em cắt một cái phần, cắt một cái phần nhỏ, ví dụ từ 10 giây tới 11 tới từ phút thứ 10 25 giây đi tới phút thứ 10 30 giây đó, nó cứ nhích, nó cứ bị nhích, bị chinh hoài. À tức là mình sửa video nó bị nhảy hả? Dạ đúng rồi. Cái kiểu kéo tới cái khúc cần cắt rồi, tới khúc cắt thì mất luôn cái khúc đằng sau. Em sửa bằng cái gì? Dạ, sửa bằng cái Camtasia luôn thầy. À, Camtasia. Rồi, ok. Rồi mình lôi Camtasia đây mình nói luôn.
Rồi cái này là nhiều video trong này nhất nè. Em có thể là share cái màn hình của em lên, em làm đi thầy chỉ trên cái của em nó dễ hơn. Chứ bây giờ thầy chỉ trên cái của thầy thì đôi khi em làm lại nó lại phải cố gắng một lần nữa. Em share cái màn hình của em đi. Vũ Hình Đăng Khoa phải không? Sao thầy không thấy T nữa, không thấy Đăng Khôi? Sao thầy không thấy dạ. Cam? Mở Dạ cam tại lên. em xài điện thoại cam em nó bị hư á thầy, nhìn mặt em đồng á. Vậy hả? Rồi ok. Bạn nào nói lúc nãy nói là chưa có chỉnh sửa Camtasia được, các bạn share màn hình được không? Rồi ok, cái cam này mình có thể cờ rờ được nha các bạn. Tìm trên mạng có đó, người bản của thầy nè, đâu có đâu đó. Xài rất là ok. Là giống kiểu em cắt nó từng cái phần nhỏ ra mà nó bị, nó cứ bị trôi qua cái phần khác. Em thử đi, em thử đi, thầy chỉ cho. À tức là mình không xác định được cái đoạn đó là đoạn nào hả? Dạ. Rồi ok, bây giờ em xác định được cái đoạn em cần cắt là ở chỗ đó, em nhấn control, em run chuột lên là nó bự, cái nó giãn ra, nó giãn ra đó 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 đó, là em thấy được điểm đầu điểm cuối rồi, em lôi cái điểm cuối đó đi dễ rồi. Rồi ok, giả sử cái mình khi mình zoom lớn lên rồi đó mà cái điểm cuối của mình nó ở rất là xa, rồi mình zoom nhỏ lại, zoom nhỏ lại, nhấn control run chuột xuống nhỏ lại, rồi nhỏ nữa, nhỏ nữa, nữa đi. Rồi ok, giả sử mình kéo cho đến cái kéo cái đỏ đỏ đó, kéo cái đỏ đỏ ra tút đằng sau luôn ra sau nữa, nữa nữa đi, xa xa đi, xa lắm luôn. Rồi rồi, giả sử như ở chỗ này như vậy thì mình lại run chuột lên, mình chỉnh cái điểm cuối đó, cái điểm đầu nó nhảy đâu kệ nó, mình cứ thấy cái điểm cuối, mình chỉnh cái điểm cuối cái đã. Rồi sau khi mình chỉnh điểm đầu xong, chỉnh điểm cuối xong, mình cho nó chạy, mình xem lại, tức là mình click vô cái dấu ở giữa đó, cái dấu đó, mình xem lại cái đoạn đó là cái đoạn nào, nếu mà đúng cái đoạn mình cần hay chưa thì lúc này mình xử lý nó, run chuột lên để mà mình xác định điểm đầu điểm cuối nó sẽ dễ. Giải quyết được vấn đề của mình chưa? Dạ được rồi thầy. Ok tốt.